chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm. Tìm về bản cũ những cánh chim mịt mùng bạt gió, vắng bóng chim xanh ngày vui hót tung bay, mơ quất xa xôi ngàn phương. Đường tha hương vui gió sương, riêng hồn ta mang nỗi nhớ thương, âm thầm thương tiếc cho ngày về, tìm lại đường tơ nay đã dứt, nghe tiếng chim chiều về gọi gió. Thưa bạn, đây không phải là một du ký nói về những chuyện xứ lạ đường xa, nhưng đây chính là tâm sự của những kẻ xa quê nay trở về chốn cũ. Ngày đi tóc hãy còn xanh, khi trở lại thì tuyết sương đã phủ. Từ ngôi thành cổ, từ cây cầu xưa, từng giọt nước mưa thánh thót rơi trên viên gạch của một công sự chiến đấu, của trận chiến đã tàn phai. Tất cả nói lên nỗi u hoài của những người trở về chốn cũ, nhưng chẳng gặp lại những người xưa. Mang mang trong không gian trải giọng câu thơ của Tú Sương nghe sao mà thấm thía. Sông kia dày đã lên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Đêm nghe tiếng ngách bên tai, giật mình còn ngỡ tiếng ai gọi đò. Tiếng ai gọi đò. Người đi trên quê hương vào những năm đầu của thế kỷ thứ 21, mà âm vọng mãi trong tim tiếng gọi của núi sông của những ngày còn trai trẻ. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Nhiều thế hệ thanh niên đã rời xa Hà Nội. Các bậc huynh trưởng của chúng tôi đã rời xa Hà Nội khi cùng trung đoàn thủ đô đã lặng lẽ rút khỏi thành phố và sau đó dọc theo sông Mã cùng với Quang Dũng thực hiện cuộc trường chinh Tây Tiến. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới,
đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Các bậc đàn anh của chúng tôi đã rời xa Hà Nội năm 1954, khi lên 18 lúc vừa biết yêu, để cùng với 1 triệu đồng bào ruột thịt vào Nam tìm một miền đất tự do và mong có ngày trở lại. Những tưởng đã vĩnh viễn chia xa, đã nghĩ là ngàn trùng ly biệt. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã trở về lại Hà Nội trong mùa tháng năm hoa phượng nở đỏ ven hồ. Mặt hồ Gươm vẫn long lanh in mây trời, cùng tỏa ngát hương thơm năm cửa ô. In lên nền trời xanh là tháp bút ngày nào, với hàng chữ Tả Thiên Thanh. Đền Ngọc Sơn còn đó, tháp Rùa còn đó, và vang vọng trong trái tim tôi là tiếng ca của người thanh niên Hà Nội, xã từ thành phố thân yêu, xã từ người yêu của một lìa xa năm ấy. Bài học sử ký của ngày xưa, Lê Lợi trả kiếm rùa thần sau khi đại thắng quân Minh đã trở về trong ký. Cùng với tiếng ve rền rền của những ngày tháng hạ, tôi trở về Hà Nội đầy ắp những kỷ niệm của những ngày xưa còn bé. Bạn ơi, hãy cho tôi dừng lại một chút nơi trấn Ba Đình, mà nhìn vào đền Ngọc Sơn, nơi thờ vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người đã 3 lần đại phá quân Nguyên. Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngầm đắng nuốt cây nhiều rồi, hồ Gươm xưa vẫn chưa phai. Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phú vui. Chiếc lưu đồng năm cũ vẫn còn đó. Tâm tư sầu đắng đi trong bụi. Và chú rùa ngày nào mà thị trưởng cuối cùng của Hà Nội, Thẩm Hoàng Tín, đã cho vớt lên để dân chúng thủ đô chiêm ngưỡng, bây giờ đã được sơn son thép vàng. Phải chăng đây là hậu duệ của rùa thần ngày nào nhận lại kiếm của nhà Lê? Màu đỏ của cây cầu Thê Húc như tươi hơn ngày nào tôi còn bé vẫn bước qua đây trong những buổi trưa hè rền rền tiếng ve kêu. Và cũng trong tiếng ve rền rền đó, chúng tôi đã tới thăm chùa Trấn Quốc. Con đường ngày xưa sao xa xôi vời vợi, con đường ngày nay như quá ngắn, trong một Hà Nội như thu nhỏ lại, với một mật độ dân chúng tăng theo cấp số nhân. Vẫn con đường nhỏ dẫn từ bờ Hồ Tây vào đảo Cá Vàng, nơi mà năm 1618, vua Lê Hy Tông đã cho rời ngôi chùa Trấn Quốc từ bờ sông Cái vào hòn đảo nằm giữa hồ này. Con đường ngày xưa được đổ đất, bây giờ đã được lót gạch, và dọc theo hai bên là những hàng cau thẳng tắp. Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Việt Nam. Nguyên thủy được xây từ thời Lý Nam Đế, cách đây 15 thế kỷ. Qua các cuộc phế hưng, chùa đã được tu sửa lại nhiều lần. Thưa các bạn,
có một nét gì rất Việt Nam trong những hình ảnh mà các bạn đang thấy. Đó là cái cung cách của Hà Nội ngày xưa. Làm việc từ sáng đến trưa, nghỉ 2 tiếng, về nhà ăn cơm, ngủ trưa, chiều lại đến sở đi làm lại. 6 giờ chiều lại trở về nhà. Từng người đến thần thánh đều giữ đều một nhịp như vậy. Nên chùa đóng cửa ngủ trưa khiến đoàn chúng tôi và một số du khách Tây Phương phải ngồi ngoài cửa để chờ đến giờ mở cửa buổi chiều. Hầu như toàn bộ của ngôi chùa đã được trùng tu lại mới, từng viên gạch cho đến nước sơn. Tuy nhiên, các cấu trúc xây dựng của những miếu, những tháp và của các nhà ngang đều giữ nguyên như cũ. Sau này, qua các thời gian, các thế hệ mai sau sẽ vẫn còn nhìn được những nét đặc thù của lối kiến trúc của các tiền nhân. Vì là chùa nên thờ Phật, tại chính điện là bàn thờ thập bát Phật. 18 pho tượng Phật được tạc bằng gỗ mít và sơn son thếp vàng, lung linh trong khói hương trên bàn thờ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được thấy những phẩm hoàn bọc trong giấy bóng kính màu đỏ, màu vàng đặt trên bàn thờ Phật. Tại nhà trai của chùa Trấn Quốc, chúng tôi đã gặp một phụ nữ trung niên làm công quả giúp nhà chùa. Đó là một phụ nữ điển hình của miền Bắc xưa cũ. Đầu vẫn khăn nhung, quần đen, áo nâu non và đặc biệt là hàm răng nhuộm đen tuyền. Chùa Trấn Quốc cũng là nơi nổi danh miền Bắc về những cây cảnh và hòn non bộ. Đó là những hòn giả sơn được đéo gọt công phu và đặt vào giữa những bể cạn. Trên non bộ cũng có tùng, có bách, có miếu cổ, có cầu kiều. Tóm lại, đó là một cảnh thiên nhiên cẩm tú được thu nhỏ lại. Xa Hà Nội đã gần 50 năm, nay trở lại, chúng tôi vẫn còn nhớ được những con đường xưa, những con phố cũ. Tuy nhiên, cây cỏ thì thật khác xưa. Hà Nội bây giờ thật nhiều hoa tím, giống như hoa bằng lăng mà tôi đã gặp, bạt ngàn, tại miền rừng núi miền Đông Nam Phần. Những ngày còn lao động cải tạo. Bánh tôm Hồ Tây, bánh tôm cổ ngư vẫn còn đó, giữ mãi một truyền thống ăn ngon của người Hà Nội. Thưa các bạn, chùa thì thờ Phật và đền thì thờ thần, thánh và các vị anh hùng dân tộc. Đền Quan Thánh là nơi thờ thần Trấn Vũ, một vị thánh đã giúp An Dương Vương trừ ếm ma quỷ khi xây dựng thành Cổ Loa. Theo tương truyền thì đền Quan Thánh được xây dựng từ đời vua Lý Thái Tổ, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 11, cách đây đã hơn 1.000 năm. Đền Quan Thánh nằm ngay trước Hồ Tây, khung cảnh thật là u trầm và trang nhã. Ngày còn bé, khung cảnh này đối với tôi và các bạn nhỏ, sao nó mênh mông, sâu rộng thế? Những chú voi quỳ gối, những cửa tam quan phủ kín rêu xanh,
đã làm cho những chú nhỏ buổi trưa hè nhảy tàu điện lên đây rờn rợn. Chúng tôi đã vót những cành tre mua nhựa mít vào đầu và rón rén đi dí vào những chú ve sầu đang mải mê ca hát trong mùa hè. Đây là pho tượng Thánh Trấn Vũ đúc bằng đồng đen vào năm 1667, cao 3m96 và nặng tới 4 tấn. Đây là chiếc khánh đồng đúc từ thời Chúa Trịnh và cuối thế kỷ thứ 17. Văn miếu là một di tích văn hóa lịch sử của lâu đời của nước ta. Được xây dựng vào tháng 10 năm 1070 dưới triều nhà Lý. Mục đích là nơi thờ phụng Đức Khổng Phu Tử và các bậc thiên hiền thuộc Nho giáo. 6 năm sau, vào năm 1076, nhà Quốc Tử Giám được xây lên phía sau văn miếu để làm nơi giáo dục các hoàng tử. Sau được mở rộng ra để thông nhận tất cả những người học giỏi trong nước, không phân biệt quý tộc hay dân già. Đây có thể kể là ngôi trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam chúng ta. Văn miếu được chia ra làm 5 khu. Đầu tiên mới vào là văn miếu môn. Lối đi ở giữa dẫn đến cổng đại trung môn. Giữa khu vườn mênh mông rộng rãi, đầy những cây cao bóng mát là một hồ hình chữ nhật trồng sen, có tên là Thiều Quang Tĩnh, có nghĩa là giếng trời trong sáng. Đây là khuê văn các, có nghĩa là gác của sao khuê, chủ về văn học. Dọc theo bên bờ hồ Thiều Quang Tĩnh là hai dãy nhà dựng các bia tiến sĩ. Từ năm 1442 đến năm 1779, cứ 3 năm có một khóa thi đỉnh. Tổng cộng có 117 vị tiến sĩ. Nhưng vì chiến tranh tàn phá, nên hiện nay chỉ còn lại có 82 bia, trong đó có những tên tuổi lẫy lừng như Ngô Sĩ Liên thuộc về sử học, Lương Thế Vinh về toán học, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Nhiệm về chính trị và văn hóa vân vân. Trên những bia đá này ghi rõ tên tuổi, nguyên quán của các vị tân khoa cũng như những thành tích đã đạt được. Phải chăng cụm từ bảng vàng bia đá để tên là do những tấm bia vinh danh những người thành đạt này mà ra? Qua nhà bia này, ta lại cúi đầu mà khâm phục cái đức trọng hiền của người xưa. Kẻ sĩ thì được khắc tên vào bia đá để muôn đời người sau còn ghi nhớ. Còn nếu nhà vua mà chỉ nghĩ đến mình, thì đời sau còn gì mà để lại cho hậu thế? Vạn niên lăng, liệu có bền gan cùng tuế nguyệt như những bia đá này không? Hay chỉ còn là câu ca dao phổ biến trong nhân gian? Vạn niên là vạn niên gì? Thành xây xương lính, hào đào, máu dân. Đây là một cây trúc hóa long,
có hình như con rồng đang bay lượn. Đây là bức họa Chu Văn An, một bậc tiên hiền trong ngành giáo dục của Việt Nam. Tượng thờ Khổng Phu Tử, vạn thế sư biểu của Nho giáo. Trong cái không khí trang nghiêm của khu văn miếu và quốc tử giám, lòng tôi bồi hồi hãnh diện, chia sẻ niềm kiêu hãnh với tiền nhân ở cái tinh thần độc lập kiên cường của người dân Việt. Nền văn học Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nặng nề dòng văn học của Trung Quốc. Từ ngôn ngữ sử dụng đến những biểu chế tuân theo. Nhưng tiền nhân của chúng ta đã lấy những cái hay, cái đẹp của người để mà hợp với cái tinh thần hiếu học của người dân Việt, tạo nên một nét đặc thù của dòng Lạc Việt. Trong khi hầu hết Âu Châu đang chìm trong bóng đêm của thời tiền Trung Cổ, thì Việt Nam chúng ta đã có trường quốc tử giám. Trong khi đội kỵ binh của Nguyên Mông đã đẩy xô một số quốc gia Âu Á vào trong sự tan hoang của binh biến, thì ở nơi đất nước này vang lên lời thơ trong như ngọc của vị thiền sư đời nhà Lý: Mạc vận xuân tàn, hoa lạc tận, đỉnh tiền lạc dạ nhất chi mai. Những tưởng xuân tàn hoa rụng hết, sân ngoài đêm trước trổ cảnh mai, nói lên cái lòng tin vô bờ và tương lai trong sáng của dân tộc Việt. Đây là một số văn quyển của các vị tiến sĩ còn lưu giữ được. Có những quyển còn có dấu son phê của giám khảo. Đã là người Hà Nội, chắc ai trong chúng ta cũng đọc qua những món ngon Hà Nội mà Thạch Lam đã mô tả ngày nào. Nguyễn Tuân cũng viết nhiều về thú ẩm thực tại Thăng Long. Và khi di cư vào Nam, Vua Bằng cũng tha thiết nhắc lại niềm nhớ thương Hà Nội qua những luyến tiếc về mùa nào thức ấy trong tác phẩm Thương Nhớ 12. Ngày hôm nay tôi trở lại phố Hàng Khay, mong tìm lại hương vị thơm ngon của cơm tám giò chả tại tiệm ăn Thanh Hương mà ngày còn bé vẫn được ba mẹ dẫn đi ăn. Quán hàng vẫn còn đó, nhưng bây giờ đã trực thuộc công ty du lịch của thành phố và được trang trí như một tiệm ăn tàu với bàn ghế giả cổ, sơn son thiếp vàng. Chúng tôi là những thực khách duy nhất tại tiệm ăn Thanh Hương này. Tuy nhiên, vẫn tìm lại được một chút quê hương trong đĩa rau muống xào, tỏi và những quả cà pháo, muối sổi giòn tan. Và vào buổi tối, tình cờ trong một quán ăn trang hoàng rất Paris, giữa những thực đơn đầy những món ăn Pháp, chúng tôi đã được thưởng thức món hoa lý xào thịt gà. Thưa các bạn, Hà Đông là một thị xã nhỏ nằm gần Hà Nội. Đó là một thị trấn êm đềm nhưng lại khá nổi tiếng qua văn chương của Hoàng Hoài Thủy, người có bút hiệu là Công Tử Hà Đông. Và nguyên xa đã làm cho Hà Đông bất diệt qua câu thơ: Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Vâng, nói tới Hà Đông là phải nhắc tới lụa Hà Đông.
Chất lụa dệt bằng tơ tằm mềm óng phủ lên thân người thiếu nữ nhu bì của miền Bắc, để khi đi ngược nắng, Đinh Hùng đã phải thốt lên: "Em đến như mây chẳng hạn kỳ, hương ngàn gió núi đọng trên mi. Tâm tư mở khép đôi tà áo, hò hẹn lâu rồi, em nói đi." Chúng ta đang đứng trong tiệm Thảo, một cửa hàng lụa và cũng là một trong những trung tâm sản xuất theo lối kinh tế gia đình. Đình Vạn Phúc là nơi sản xuất tơ tằm và lụa nhiều nhất của tỉnh Hà Đông. Nhìn những dấp lụa óng ánh đầy màu sắc, lại nghĩ đến bao công lao của người nghệ nhân, từ nuôi tằm ươm tơ cho đến dệt lụa. Cũng xin giới thiệu với các bạn thanh niên rằng, cà vạt lụa ở đây rất đẹp và mềm, giá chưa tới 2 đô la. Và với phái nữ, những chiếc khăn sa lụa mềm mại, óng ả, đẹp không thua gì những cà-kê d'Hermès mua tại Paris, mà giá chỉ có 1 đồng mà thôi. Xin nói thêm rằng, khi Catherine Deneuve, nữ tài tử của Pháp, qua đây để đóng phim L'Indochine, cô ta đã mua rất nhiều khăn sa ở Hà Đông, mang về kinh đô ánh sáng. Ngày xưa, những khung cửi này được khởi động bằng sức người. Ngày nay đã được điện hóa. Tơ tằm được kéo ra từ những cái kén và cho vào khung cửi để dệt. Lụa dệt ra từng khổ một và có lụa mộc hoặc là lụa hoa. Đây là một gian nhà cổ với cửa bức bàn và nền lót bằng gạch Bát Tràng. Từ Hà Nội, chúng tôi đi xe hơi khoảng 60 cây số đến Bến Đục để ngồi đò xuôi vào chùa Hương. Chúng tôi tới Bến Đục trong cơn mưa đầu hạ đang đổ nhanh mờ mịt cả đất trời. Nước từ trời cao đổ xuống rửa sạch những bụi trần, làm cho cây cỏ ánh lên một màu xanh tươi mát. Những con đò tại Bến Đục sơn màu đỏ mận quân, như nổi bật lên trên màu xanh rêu của mặt nước suối Yến. Bầu trời cảnh Phật, thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay. Hôm nay chúng tôi tới Hương Sơn không đúng ngày lễ hội, vì lễ hội chùa Hương mở vào giữa tháng 2 âm lịch sau Tết Nguyên Đán và kéo dài đến một tháng trời. Gọi là chùa Hương, nhưng thật ra đây là một tập hợp của nhiều động, nhiều chùa khác nhau, tạo thành một di tích thiên nhiên, lịch sử và tôn giáo, chiếm một khoảng không gian rộng lớn, bao gồm cả núi đồi, hoang động, suối, khe và rừng cây. Trên dãy núi đá vôi của triền núi Hòa Bình, ngồi trên thuyền con trên con suối nhỏ, chúng tôi lặng lẽ lướt trên mặt nước, trong tiếng róc rách của nước vỗ vào mạn thuyền. Những giọt nước mưa ấm áp rơi trên má tôi, rơi trên mặt suối lan tăn, và mờ xa là núi đồi ẩn hiện. Bây giờ không phải là mùa đông, nhưng lòng tôi vẫn bồi hồi nhớ lại lời thơ của Quang Dũng: "Răng răng mưa bụi quanh phòng tuyến, quanh vắng chiều đông lạnh bến tề. Thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ." Nhớ tới Quang Dũng cũng phải, vì suối Yến mà chúng ta đang xuôi thuyền đây là một phụ lưu của dòng sông Đáy. Sông Đáy chậm nguồn qua Phú Quốc, sao diều lơ lửng những đêm trăng. Đôi mắt người sơn Tây, thơ Quang Dũng đấy các bạn ạ. Trạm đầu tiên chúng tôi đến trong quần thể Hương Sơn là Đền Trình. Nó cũng như là tiền trạm để khách hành hương đến đây trình diện các thần linh trước khi tiếp tục bước sâu vào bầu trời cảnh Phật. Trong khung cảnh mờ mờ của sông nước, tôi nhớ thiết tha đến bài thơ Đi Chùa Hương của Nguyễn Nhật Pháp: "Hôm nay đi chùa Hương, hoa cỏ mở hơi sương, cùng thầy mê em dạy, em vẫn đầu soi gương. Nho nhỏ đuôi gà cao, em mặc tấm yếm đào, quần lãnh áo the mới, chân em đi hải cao. Câu chuyện của cô bé 15 theo cha mẹ đi hội chùa Hương năm nào, và gặp một chàng tuổi trẻ hào hoa, đã để lại trong tim của những người Hà Nội biết bao nhiêu là kỷ niệm êm đềm." Hôm qua em đi
chúng tôi tới chùa Thiên Chủ khi trời đổ cơn mưa tầm tã. Người địa phương gọi là đây là cơn mưa rửa chùa, vì lễ hội chùa Hương kéo dài từ tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Khách thập phương từ muôn nơi kéo đến đông đúc, ồn ào náo nhiệt không thể tả. Sau khi lễ hội tàn rồi, trời đổ cơn mưa thật lớn để rửa sạch chùa chiền và hang động, trả lại cho Hương Sơn cái thanh khí của một chốn thần tiên. Ngôi cổ tự mái cong vút đứng mờ nhạt trong mưa xa. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được hưởng cái thú đi giữa trời mưa. Ở Cali nắng nhiều mưa ít, hầu như chúng ta đã quên mất cái thú mặc áo mưa đi giữa trời, mặc cho những giọt nước từ trên cao đổ xuống. Giọt mưa rơi trên mái ngói rêu phong của tầng cổ tháp, hạt mưa rơi trên những phiến đá lót nền của sân chùa sạch bóng. Tôi đi giữa trời mưa của miền Bắc, nhớ lại thuở nào trong những chiều mưa Sài Gòn, lòng thắt lại khi nghe bản nhạc Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội. Mưa hoàng hôn trên thành phố mang theo mây buồn. Rồi mọi biên giới cũng xóa mở, mọi ước mơ cũng tan nát, và tôi lại về đây trong chiều mưa tại Hương Sơn, mà nhớ về mưa Sài Gòn ngày nào, vội vã cuống quyết, những chiều nào mắt sáng tóc xanh. Tôi cả một thời thơ ấu tại quê nhà. Có lẽ những cảnh quan này không hùng vĩ bằng những tòa cổ sát đã có từ ngàn năm tại Trung Quốc. Những kiến trúc ở đây thật khiêm nhường so với những vương cung thánh đường cổ tích bằng đá tại Âu Châu. Nhưng trước hết và sau cùng, đây là quê hương tôi. Trong từng giọt nước mưa đang thấm vào thân thể, trong từng miếng bùn đất đang bướng vào chân tôi, tình quê hương đậm đà dâng lên bát ngát. Ông bà, cha mẹ tôi đã đi lễ chùa này vào những mùa xuân thanh bình xưa cũ. Ông cha tôi trước một thời gian không xa đây lắm đã đứng tại nơi này và chắc đã có những xúc cảm như tôi đang có ngày hôm nay. Cơn mưa rửa chùa này ngày hôm nay đã lau sạch bóng những lá của những cây nhãn cổ thụ mọc bên sườn núi. Cơn mưa rửa chùa cũng đã gột sạch trong lòng tôi những buồn vui thế tục. Bạn ơi, vài trăm năm như một thoáng mây bay, sao không trải lòng mình ra mà vui với nắng sớm mưa chiều? Trăm năm trước đã có người đi qua, trăm năm sau vẫn còn người bước tới. Buổi chiều mưa hôm nay trên vùng Hương Sơn đang đến và sẽ đi, như hạt mưa muôn vàn đang rơi trong lòng không gian vô tận. Trời đã về chiều mà đường vào Hương Tích còn xa. Con đường xuyên sơn trèo lên tụt xuống và mất hút vào trong sương mù và núi cao. Chúng ta đành ghé vào chùa Tiên Sơn trước. Đó là một cảnh chùa xinh xinh nằm sát ngay vách núi. Phía sau là những hang động có những khối tạch nhũ mà nước đã xói mòn thành những hình thù kỳ lạ. Nơi đây là chiêng trống, kia là hình trái tim, nơi kia là chùm khánh đá. Thank you.
Trên đường trở lại thiên chủ, nước từ chùa trên đổ xuống ào ào như thác lũ. Có lẽ kể từ ngày còn bé cho tới nay, hôm nay chúng ta mới được tắm một bữa mưa thật là thỏa thích. Cũng vì vậy mà chiếc máy quay phim đã bị nước thấm vào. Nên xin lỗi các bạn vì những hình ảnh nhạt nhòa này. Đây là nơi nghỉ tạm qua đêm dành cho khách hành hương, để ngày mai đi vào động hương tích. Cơn mưa đầu hạ đã dứt hạt, trả lại cho dòng suối Yến vẻ lặng lờ thơ mộng của nó. Con thuyền lướt đi trên mặt nước, làm tan vỡ những hình bóng núi đồi, cây cỏ. Ôi, phải chi nếu dọc dòng suối này có những cây đào như bên hào cổ ngày nào tại ngoại thành Tokyo, Nhật Bản. Thì đúng là cảnh lênh đênh trèo khua nước ngọc tuyền, tiếng ai hát bên bờ đào nguyên. Đào nguyên trôi, Lưu Nguyễn quên đường về, tìm đào nguyên nơi đâu. Chúng ta đang thăm một địa danh lịch sử, đó là Động Hoa Lư. Năm 939, sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Vương Quyền đã giành được độc lập cho đất nước sau hơn 1.000 năm bắc thuộc. Nhưng khi Ngô Vương Quyền mất, đất nước ta lâm vào cảnh rối loạn của loạn thập nhị sứ quân. Tại Động Hoa Lư này, một nhân vật lịch sử đã xuất hiện, đó là Đinh Bộ Lĩnh, người đã cờ lau tập trận, dẹp được loạn 12 sứ quân, dựng nên nước Đại Cổ Việt đứng hiên ngang tại miền Nam, ngang hàng với nhà Đại Tống nơi phương Bắc. Tới Hoa Lư, ta như còn nghe cờ lau xào xạc, và trong gió ngàn còn vang lên tiếng hò reo của 1.000 quân sĩ. Thank you.
Từ năm 968 đến năm 1009, Hoa Lư đã là kinh đô của hai triều Đại Đinh và Tiền Lê. Theo như lịch sử, Lê Đại Hành đã cho xây dựng những cung điện huy hoàng lộng lẫy tại đây, với lầu Đại Vân, điện Trường Xuân, với mái ngói bạc và vách sắt vàng. 1000 năm đã trôi qua, cung vàng điện ngọc đã không còn nữa. Nhưng từ mái tranh ngôi mộ bên đường, từ gốc đa ngôi đình trong làng, dòng sử xanh âm thầm vẫn sống. Và hôm nay, chúng tôi về đây mà nghe trong lòng như bừng lên tiếng gọi của tiền nhân qua cái luân lưu của dòng sử Việt. Chỉ tiếc có một điều là triều đại nhà Đinh không kéo dài được bao nhiêu lâu. Nối nghiệp Đinh Thiên Hoàng là người con trưởng Đinh Liễn, có vương hiệu là Nam Việt Vương. Nhìn những khói nhang bay tàn mạn trong căn nhà thờ nhỏ, lòng tôi bồi hồi nghĩ đến lớp sóng phế hưng của bao nhiêu triều đại trên mảnh đất nhỏ bé của miền Bắc Việt Nam này. 1000 năm đã trôi qua, nhưng những người dân Việt còn nhớ. 1000 năm trước, khi châu Âu đang mờ đắm trong thời kỳ tăm tối của Trung Cổ, và khi dân chúng còn sống theo lối bộ tộc, thì Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp xong thập nhị sứ quân, đưa Giang Sơn về một mối. Những viên đá góc nền kia, với hoa văn chạm trổ đẹp đẽ, đã lặng lẽ nhìn 10 thế kỷ trôi qua, đã là nhân chứng cho biết bao nhiêu thăng trầm của dân tộc Việt. Làm sao em biết bia đá không đau? Trình Công Sơn đã băn khoăn về tính năng cảm nhận của gỗ đá vô tri. Nhưng khi đem hoa chạm trên đá, khi đem chữ để ghi lại ngàn sau, người nghệ sĩ Việt đã tạo cho đá một tấm hồn để ngàn sau đọc trên đấy mà tìm lại ngàn xưa. Có một điều làm cho chúng ta hãnh diện về tổ tiên mình là sự thay đổi giữa các triều đại thường được chuyển tiếp một cách ôn hòa. Trên dòng sử Việt, sau nhà Đinh là tới nhà Tiền Lê. Chúng ta đang tiến vào đền thờ vua Lê Đại Hành, vị vua sáng lập của nhà Tiền Lê. Cả hai nhà Đinh và Tiền Lê
đều đóng lâu tại Hoa Lư và đền thờ cũng ở gần. Năm 979, cận thần Đỗ Thích mưu toan phản nghịch. Trong một đêm đã hành thích cả vua Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn. Nhưng Đỗ Thích bị bắt ngay và bị xử tội. Vệ vương Đinh Vệ lúc đó mới 6 tuổi được tôn lên làm vua. Nhà đại tống phương Bắc không bỏ lỡ cơ hội điều quân vượt biên giới định thôn tính nước Nam. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn tự đại hành điều binh đi chống đỡ. Giặc ngoài biên thế mạnh như trẻ tre, mà lòng quân và lòng dân thì hoang mang, vì ấu chúa đâu thế nào mà lo được việc nước. Thái hậu Dương Vân Nga, vì lẽ tồn vong của đất nước, sau khi đã bàn tính kỹ càng với các đại thần, đã lấy long bào mà trao cho ngài đại tướng. Triều đại nhà Đinh chấm dứt sau 12 năm trị quốc, và nhà Tiền Lê bắt đầu với chiến thắng của Lê Đại Hành tại Ôn Châu, Lạng Sơn, chém đầu đại tướng nhà Tống là Hầu Nhân Bảo. Buổi chiến của quốc quân, tiếng loa thét thên lòng trời, mình tay mau gần như sông có tràn tới. Nhà Tiền Lê là một trong những triều đại hiển hách của dân tộc Việt. Bắc phạt Tống, Nam bình Chiêm. Lê Đại Hành đã an định bờ cõi và mở mang biên cương về phương Nam, đặt nền móng cho một nước Việt Nam hùng mạnh sau này. Và Thái hậu Dương Vân Nga đã được đánh giá cao như một nữ lưu mưu lược, đã bỏ lợi riêng của một dòng họ mà nghĩ đến nghĩa cả của quốc gia. Những ai còn ở lại Sài Gòn sau năm 1975 chắc cũng đã thương cảm cho nhân vật lịch sử này do Thanh Nga diễn xuất trong một trong rất ít những vở tuồng cải lương được khán giả miền Nam hậu 75 ưa thích. Đó là vở tuồng Thái hậu Dương Vân Nga. Trong lung linh nhang khói của căn điện thờ, tượng của vua Lê Đại Hành và Thái hậu Dương Vân Nga huyền ảo, như chứng minh cho sự nối tiếp liên tục giữa hai triều đại. Có những nữ nhân phương Bắc đã phá nát cả một đất nước, nào Bao Tử, nào Dương Quý Phi. Nhưng ở nơi trời Nam này, Dương Thái hậu đã khôn ngoan giữ cho giềng mối của quốc gia không chao đảo trước những áp lực nặng nề từ phía kẻ thù. Theo như tổ chức binh bị đời nhà Đinh và nhà Tiền Lê, quân đội chia ra làm đạo, quân, lữ, tốt và ngũ. Mỗi ngũ có 10 người và 10 ngũ là một tốt, cấp số nhân lên thập phân. Như vậy thì Lê Đại Hành tước phong là thập đạo tướng quân, vậy ông ta phải có trong tay một đạo quân đến 1 triệu người. Điều này Trần Trọng Kim cho là vô lý, vì nước ta lúc ấy còn nhỏ, người thưa. Nhưng cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Thố lại cho biết rằng quân đội ta thời ấy luân phiên, một nửa thi hành nghĩa vụ quân sự, nửa kia ở nhà cày cấy. Như vậy thì Lê Đại Hành có thể có một đạo quân rất đông đảo khi cần đến. 10 thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày nhà Tiền Lê lập nghiệp. Cung điện, đền đài đã bị những cuộc can qua và thời gian xóa bỏ. Nhưng còn lại nơi đây là những di chỉ của tiền nhân, những mũi tên ngọn giáo của một thời can qua cử bắc, những mảnh vỡ còn lại của những đồ sành sứ mà tiền nhân ta đã dùng, tất cả đã chứng tỏ rằng đất nước ta đã là một quốc gia văn minh vào những thế kỷ thứ 10 và 11. Xin gửi lại hình ảnh cánh đồng lúa của vùng Hoa Lư này đến các bạn xa quê, lòng khát khao tìm về cánh đồng quê mẹ. Ôi những cây lúa thân thương trên mảnh đất nhiều ngàn năm này đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu thế hệ của người dân Việt. Từ màu xanh như ngọc, lúa ngả sang màu vàng tươi vào những ngày sắp chín. Gió thổi qua cánh đồng, lướt qua những bông lúa mang đến chúng tôi mùi thơm ngọt của miền đất ruộng quê hương. Này bạn, người đã đi qua những cánh đồng lúa mì bạt ngàn của miền Trung Tây Mỹ Quốc, bạn có thấy lòng mình dạt dào khi tìm về cánh đồng lúa của quê hương ngày cũ không?
Đất ở đây không nhiều, phương tiện canh tác vẫn còn thô sơ. Nhưng bạn ơi, ta không chê của người, ta không khen của ta. Nhưng dầu sao đi nữa, ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Nhìn em bé ngồi trên mình trâu, ta lại nhớ đến biết bao nhiêu bài hát thơ ngây của những ngày còn bé. Mỗi mùa hè về quê ngoại chơi, theo các bạn thả trâu ngoài đồng. Ai bảo chăn trâu là khổ, không chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu ta thường nghêu ngao và miệng hát líu lo. Ngàn năm trước Đinh Bộ Lĩnh cũng đã cùng đồng bạn chăn trâu ở đất này. Cờ lau tập trận, sau làm nên nghiệp lớn. Trên con đường nhỏ, băng giữa những cánh đồng rậm mát bóng cây, xe đưa chúng tôi tới vùng Bích Động, nơi có những ngôi chùa xây bám vào triền núi. Ngày xưa chúng ta đã từng nghe bài hát bức họa đồng quê, thì bây giờ quả thật trước mặt, bên phải và bên trái chúng tôi, trải ra một bức họa đồng quê dài dặc, với màu vàng tươi sáng của thảm lúa, màu lục của lá xanh và màu thẫm của những ngọn núi đá vôi. Bích Động chào mừng chúng ta bằng những cánh sen hồng nở lớn trong một ao sen bát ngát chấn ngay trước chùa Hạ. Thưa các bạn, Việt Nam quê hương tìm lại tập 1 xin ngừng lại tại đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 khi chúng ta đi thăm cảnh chùa Hạ, Trung và Thượng nằm bên sườn núi và sẽ xuôi theo dòng con sông Gô Đồng mà vào thăm vùng Tam Cốc. Xin thân chào.